Xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phan Gia xin chào tất cả các anh chị em trên mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi xin giới thiệu bộ sản phẩm Âu Á, bàn ghế phòng khách mẫu Âu Á, gỗ hương đá đỏ. Một loại gỗ quý thuộc nhóm 1. Gỗ có vân rất là đẹp. Và chất gỗ thì lại cứng như đá, người gọi là gỗ hương đá. Gỗ thì có mùi thơm mát. Đây là bộ Âu Á gỗ hương đá đỏ. Bộ này gồm 6 món. Đoạn dài 2m47, sâu 66, cao 1m14. Đây là chiếc đoạn. Các bạn có thể thấy là vân gỗ của chiếc đoạn rất là đẹp. Vân toàn bộ là vân gỗ tự nhiên hoàn toàn, không chấp ghép ván dày 1/4, không chấp ghép. Còn đây là te, bộ này đặc biệt là te cột là te 12, rộng 12 phân, dày 6 phân. Hàng đặt của anh Hoàng ở thành phố Quảng Linh. Đấy. Rất chi là dày và to. Hàng trên thị trường nó chỉ là 10 phân thôi. Dáng ghế này to hơn. Trương là trương cuốn thư. Vách là vách đục đĩa, vách này ván dày 2 phân. Đục sâu 8 ly. Rất là sâu. Cột là dày 6 phân và rộng 12 phân. To hơn hàng bình thường. Bình thường chỉ là 9 phân rưỡi hay 10 phân thôi. Vách đục đĩa. Khung đục hoa lá tây. Đây là ván. Toàn bộ là cột 12m. Rất là to đẹp. Vân gỗ tự nhiên thì tuyệt vời. Đấy, các bạn tham khảo đây là. Tiếp theo là chiếc bàn. Bàn rộng là 75 phân, dài 1m47, cao 55. Đấy. Đây là bàn ván một tấm không chấp ghép. Vân bàn rất là đẹp. Tiếp theo là đây là chiếc đôn đầu bàn. Đôn đầu bàn dài 75, rộng 44. Đôn ngồi là rộng 40-40 vuông. Ở đây là tiếp theo là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này là rộng 96 và sâu 66. Tay cột là 12. Đây là tay 12, rất là to. Và dày 6 phân. Hàng nhà mình làm rất là dày. Hàng chợ chỉ có 5 phân thôi. 6 phân đổ, trương cuốn thư. Đục đĩa. Vân gỗ rất là đẹp, đây mình để dưới ngoài trời nắng. Đây các bạn nhìn thấy vân gỗ rất là đẹp. Đây là gỗ hương đá đỏ, gỗ có mùi thơm. Tay này to, dày 6 phân. Gỗ rất là đẹp. Đây là bộ Âu Á gỗ hương đá đỏ. Đây các bạn, anh chị em nào có quan tâm đến đồ gỗ thì cứ liên hệ trực tiếp với bên em sẽ tư vấn chi tiết hơn về mọi sản phẩm. Bên cạnh là tí em sẽ giới thiệu thêm bộ Tần Thủy Hoàng gỗ hương đá đỏ. Em quay rất từ từ để các bác xem kỹ hơn về bộ sản phẩm này. Rất đẹp. Một bộ tay cột 12 như này, bàn liền, vân gỗ đẹp như này. Xưởng nhà em bán với giá là 32 triệu. Giá chỉ có 32 triệu thôi. Anh chị em nào quan tâm thì có thể đến xưởng xem hàng trực tiếp. Rất là đẹp. Vân gỗ đều, toàn bộ là gỗ tự nhiên, không chấp ghép gỗ khác hoặc là pha tạp bất kỳ gỗ nào khác.
với độ như này thì kê cho một phòng khách ở độ mỗi chiều 3 mét là sẽ kê vừa. Diện tích để kê một bộ như này là khoảng 9 mét vuông chỉ để kê bàn ghế phòng khách. Bên cạnh đây là em có bộ tần thủy hoàng gỗ hương đá, thì em sẽ giới thiệu ở chi tiết về bộ tần thủy hoàng gỗ hương đá tay cột 12. Toàn bộ là bàn ván liền hết, vẫn rất đẹp. Các bạn, các anh chị xem thêm video về giới thiệu về tần thủy hoàng ở video sau nhé. Em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về bộ tần thủy hoàng. Còn đây là bộ Âu Á gỗ hương đá đỏ, bộ này tay cột 12